Thank you. How are you today? I'm fine. Where are you now? Are you at home or at work? Em đang ở ký túc xá của. Oh yes, em ở ký túc xá. Em nói nào. How can you say? Ký túc xá một cái từ. I am in một cái từ ký túc xá rất phổ biến, đó là từ dorm. Em có biết từ dorm ạ? D-O-R-M. Đó là viết tắt của từ dormitory. Nếu đi ra nước ngoài thì chúng ta đều dùng cái từ đó là từ dorm. Yes. So yes. How many students do you share with the room? If you live in the dorm, so how many students do you have to share the room with? How many? There are 10 students in my room. Oh yeah, so crowded, right? Yeah, okay. So you have to try. You keep trying, exactly. It's right. Very happy. Oh yeah, I'm sure, yeah. Okay, now first you have to do the mini test for unit 1 and unit 2, please, first. Yeah. Right. For unit 1 and unit 2 vocabulary you have learned already. Yeah, chúng ta cũng có 15 câu nhỉ. Cho từ vựng của hai bài. Thank you.
Recording in progress. Okay, now let's check again, please. Let's check again, please. Bạn Đỗ Tuyết nào, can you start with the first five sentences? Dạ vâng thưa cô. Cô này em chưa làm được cô ạ. Really? Okay, thank you. Thank you, Tuyết. Yeah. Năm câu đầu tiên nào, who can please. Who can please. Đây là các phần từ vựng của bài 1 và bài 2 ạ.
Một bài hai, yes, chúng ta gặp rất nhiều các cụm từ. Cô ơi, bọn em chưa học bài quyển 3 cô ạ. Ừ. Chưa học một bài nào của quyển 3 ạ. Vâng, chưa học bài 2 ạ. Cô... bài 1 rồi ạ. Bài 1 rồi ạ. Bài 1 rồi và bài 2 chúng ta có cái lịch đó. Bài 2 chính là phần phải bài phải self-study. Cô cho bọn em từ mới bài 2 những bài tự học của em chàng. Yeah, okay. Wait a moment. Thì cô sẽ mở cái phần từ mới. Từ mới là cô cũng cho của chúng ta rồi đó. Cô sẽ mở lại phần từ mới nào. Vocabulary của bạn. Bài 2 là chúng ta chưa có từ mới quá. Communication with staff. Bài đó từ mới cũng rất ít ạ. Chỉ có 2 từ là cùng thôi. Ok. I will share you. Yeah, bài 2 đi ạ. Đó chính là bài Communicating with Staff. Chúng ta sẽ có một loạt các từ mới này thôi ạ. Medical record này. Right. Bài 2. Chicken order assessment. À. Chỗ đó có động từ document. Nếu bạn nào đã học document thường hay chỉ các giấy tờ văn bản các thứ nhỉ, tài liệu dùng document, nhưng ở đây là động từ document, đó với nghĩa là ghi lại. Yeah, và slide thứ hai chúng ta cũng có một loạt các từ. Ở bài số 2 thì lưu ý nhất đó là cái cụm từ near miss. Trong bài đọc ấy mình có cái câu cuối cùng. We had a near miss yesterday. À, giống như kiểu ngày hôm qua tí nữa, suýt nữa thì tôi bị tai họa đấy đấy. Đó là từ mới của bài 2. Chúng ta chỉ có mỗi 2 slide từ mới đó của bài 2 thôi. Bài 2. Cũng không có từ nào nữa. Có tính từ comprehensive trong phần bài đọc, như từ comprehensive đó là đầy đủ toàn diện đấy mà. Không có cái từ đó là đáng quan tâm lắm. Yeah. Oh yeah, chúng ta sẽ nhìn vào phần bài tập từ mới đó. Đã không học thì chắc nhất định vẫn phải làm để biết các nghĩa nào. Yes. 5 câu đầu tiên ạ. Who can please? Như vậy là phải xem bạn nào có thể làm được ạ. Who can raise your hand? Raise your hand. Yeah, bạn nào vừa nói nhỉ? Raise your hand. So that I can call you. Đó có phải là bạn Chiến không nhỉ? Yeah, đúng rồi ạ. Hồng Chiến ạ. Chiến, can you start? The first line, I wondering, có sai?
No. Lecture, không bao giờ bạn có biết lecture mà lại Document. Document là động từ, bạn ạ, chỗ đấy phải dùng một tính từ. Tôi đã gợi ý đến tính từ là bạn sẽ dễ tìm được rồi. Comprehensive. Yes, that's right, comprehensive. Ở câu thứ nhất, Chiến xem câu thứ nhất nào, okay. Xem nghĩa là gì nào. Comprehensive. Nhờ có cái bài học toàn diện của bác sĩ Kinh mà giờ tôi có thể hiểu được cách lượng giá mọi cơn đau. Đánh giá được cơn đau nhờ tôi có thể hiểu mọi thứ về đánh giá cơn đau. Yes. Okay. Good. Number two. All students wishing to study medicine must first pass the entrance exam. Yeah. Mọi học sinh nếu mà muốn học y thì trước tiên phải vượt qua kỳ thi đầu vào, kỳ thi đánh giá, kỳ thi đầu vào. Đó là kỳ thi đầu vào. Chúng ta thấy cái cổng vào bao giờ có cái chữ này nhỉ? Entrance. Đó chính là kỳ thi đầu vào, phải qua được kỳ thi đầu vào. Oh yes, good, nice. One main prerequisite. Yeah, prerequisite. Rồi. For becoming a qualified doctor is to have a grand. Cái từ này em đọc nó hơi. One main prerequisite from becoming qualified doctor is to have graduated. Graduated from medical school. Một trong những cái yêu cầu tiên quyết chính để trở thành một bác sĩ sao nhỉ? Tự nhiên em lại quên từ này. Qualified doctor thì sẽ được hỏi chính là bác sĩ gì ạ? Đủ tiêu chuẩn để hành nghề làm đấy ạ. Yes, đủ điều kiện để hành nghề bác sĩ thì sẽ được gọi là qualified doctor. Một trong những điều kiện tiên quyết chính nhỉ? Để trở thành một bác sĩ, có thể hành nghề được là phải tốt nghiệp được một trường y. Câu 4 nào. What which hospital did you complete your residency? Yeah, that's right, residency. Bệnh viện nào mà bạn đã hoàn thành khóa nội trú của bạn? Yes, đúng rồi. Đó là câu số 4. Giờ câu số 5 thì em nghĩ là cái từ fellowship. Yes, thì đúng rồi. Okay. There are currently fellowship available for those who want to research their field further. Yes, đây là câu số 5 nhỉ. Chúng ta có cái từ fellowships. Câu này nghĩa là gì ạ? Hiện nay thì cái những cái khóa gọi là tiến sĩ ấy, thì có thể cho điều có sẵn nhỉ, để dành cho những người mà muốn nghiên cứu thêm cái ngành nghề, cái chuyên ngành của họ cao hơn. Đúng rồi, chính đây là nghiên cứu thêm về cái chuyên ngành lĩnh vực của mình. Đúng ạ. Yes, okay, thank you. Thank you, Chiến. All right, thank you. And next, please, who can? Oh, the girl who just told the answer. What's your name? Cái bạn nữ mà vừa mới nói đó thì là bạn đi tên là gì nhỉ? Can you? Các bạn nói được cái đáp án của câu số 1 với từ comprehensive đó. What's your name? Raise your hand. Can you? Yeah. Bạn đó có phải là bạn Thương không nhỉ? Yes, sir. Yes, all right. Can you go on? Number 6. It's the chronological order. The? Chronological order. No, cái cụm từ đó thì không đúng rồi. Foundation.
Yes, đó chính là một cái cụm từ foundation program. Foundation program mình sẽ được hiểu là gì ạ? Foundation program đó là chương trình học sau đại học ạ. Yes. Gọi là sau đại học ạ. Thường đấy gọi chính là chương trình, như trước đây mình có cái chương trình PG là postgraduate. Chương trình sau đại học ạ. Mà sau khi bác sĩ xong sẽ học thêm 2 năm nữa thì đấy được gọi là foundation program. Yeah. Câu số 6 là từ foundation program. Thương thử xem câu này nghĩa là gì ạ? Em thưa cô là chương trình sau đại học ở trong mùa hè này sẽ giúp cho các sinh viên chuẩn bị được cái khóa học để đầy đủ để học. For full course of study, tức là sẽ giúp cho sinh viên khi học gì ạ? Khi học chính thức thì đúng nào. Full course of study, học đầy đủ các khóa học ở chính học chính thức rồi. Good. Câu số 7 nào. Document. Yes. Chắc chắn câu số 7 sẽ đi với động từ document. What does this mean? Document. Document là ghi lại. Ghi lại. Và câu này nghĩa là gì? Trong suốt quá trình tương tác liên hệ với bệnh nhân thì một bác sĩ giỏi thì cần phải ghi lại những thông tin mà có thể. Yes, ghi lại các lượng thông tin có thể được. Right, good. Tiếp tục câu số 8. Please try to be as tidy and concise. Chắc chắn rồi, đi với tính từ nhỉ. As tidy and as concise. Câu này nghĩa là gì nào? Tài là ngắn gọn đúng không nhỉ? Vui lòng ghi lại những cái thông tin ngắn gọn và xúc tích à? Có thể khi làm một cái bệnh án y học, y khoa. Tidy là phải có gì ạ? Có trật tự ngăn nắp ấy nhở. Bình thường mình dọn phòng thì mình cũng sẽ dùng động từ tidy nhở. Cố gắng là ghi lại một cách gì ạ? Ngắn gọn, trật tự ngăn nắp các thông tin có thể được khi này làm gì ạ? Making medical note. Khi gì đấy ạ? Medical note. Khi khám. Là một tình. No, không phải khám đâu ạ, mà chính là khi làm gì ạ? Khi làm ghi lại các hồ sơ bệnh án đó nhờ, các phiếu viết các thứ khám đấy, lúc đó thì chúng ta đều dùng medical notes. Tất cả mọi thứ. Dạ, yeah, tiếp tục câu 9 nào. Câu 9 nào thương. The medical team had a plan. Có câu đằng sau. When a patient was almost given the wrong medication. Near miss. Yes, chúng ta sẽ có cái cụm từ near miss này. Suýt nữa gặp tai họa nhỉ. Suýt nữa gặp tai họa đây ạ. Yes. Nhớ cái cụm từ near miss. To have a near miss. Tức là suýt nữa gặp tai họa đấy ạ. Một cụm từ mà mình cũng rất hay dùng ạ. Và câu này là nghĩa là gì ạ? Một nhóm y sĩ đã suýt gặp phải tai họa khi một bệnh nhân đã... nhân viên y tế nhỉ? Đã suýt gặp một tai họa. Gặp tai họa hay tai nạn thì đã nghề nghiệp đúng không ạ? Khi một bệnh nhân đã gặp phải một cái việc điều trị sai lệch. Nào, không phải khi gặp phải điều trị sai lệch mà để... Khi nhận được một điều trị sai, nhầm lẫn. Khi bệnh nhân làm sao ạ? Đây sẽ hiểu là gì ạ? Khi bệnh nhân bị the wrong medication cơ mà. Yeah. Đó là khi bệnh nhân bị phát nhầm thuốc nhỉ? Yeah. Was given the wrong medication. Suýt nữa thì bị phát nhầm thuốc đấy. Yes. Nào, tiếp tục câu 10 ạ. Câu 10 thì sẽ có được từ gì ạ? What is the status? Good, đúng rồi. Số 10 chúng ta sẽ có từ status.
What is the status of the patient at the moment? Câu này nghĩa là gì ạ? Tình trạng hiện tại của bệnh nhân là thế nào? Yes, good. All right. Thank you, Thương. Tiếp tục nào. Dì ạ, một bạn nữa sẽ làm mấy cái 5 câu còn lại ạ. The rest. Kiều Trang nào, can you? Lại Kiều Trang. Kiều Trang, can you? Câu mình một là please remember to write details and instructions in a plan of care. Đâu, tại sao lại in plan of care ạ? Tại sao lại ghi nhớ ghi lại mọi chi tiết và chỉ dẫn trong gì ạ? To avoid confusion. Để tránh bị nhầm lẫn ạ. Ghi lại ở đâu đấy ạ? Nghĩ là nó có lại cái gọi điều trị hoặc là cái shift change thì chắc là đều hợp lý. Lại điều trị được nhận. To avoid confusion. Details, các chi tiết và các chỉ dẫn ạ. Theo gì ạ? Chronological order. Yeah, chronological order chứ ạ. Theo thứ tự thời gian nhỉ? Trật tự thời gian. Để tránh nhầm lẫn ạ. Yes, đó là câu 11 ạ. To avoid confusion chính là để tránh nhầm lẫn ạ. Tiếp tục câu 12 nào. Patient's treatment is outlined in their personal plan of care. Chắc chắn rồi, chỗ này thì là plan of care là đúng rồi. Dạ, câu này nghĩa là gì ạ? Cái việc mà điều trị cho bệnh nhân thì thể có một cái kế hoạch cụ thể cho từng outline người. Outline bao giờ cũng được đề ra, đặt ra nhỉ? Dạ, trong gì ạ? Trong kế hoạch chăm sóc của người bệnh thì thôi. Kế hoạch chăm sóc người bệnh thôi. Alright, tiếp tục câu 13. Có thể kéo lên một chút để em xem cái từ đúng không? Sorry. Oh sorry, tại sao tôi lại làm mất? Tiếp tục câu 13 nhỉ. All doctor must receive license from a government authority before working in a hospital. Yeah, chỗ này chắc chắn dùng với từ license rồi. License. What does this mean? Tất cả các bác sĩ thì phải nhận được một cái chứng chỉ hành nghề từ những cái cơ quan chính phủ trước khi mà làm việc ở bệnh viện. Yes. Nhà cầm quyền, nhà chức trách đều dùng authority nhỉ? Yeah. Tiếp tục câu 14 ạ. Bachelor's degree in pre-medical studies in the first step to become a doctor. Good. Nghĩa là gì ạ? Một cái bằng cử nhân nhỉ? Bằng cử nhân thì là một cái điều kiện tiên quyết theo rồi là cái việc học tập tiên quyết trước khi mà trở thành bác sĩ ạ. Hiện bằng cử nhân trong quá trình học tiến y nhỉ? Right. Tức là trước khi học bác sĩ là phải học có một bằng cử nhân rồi đúng không ạ? Đó là cái bước đầu tiên để trở thành bác sĩ ạ. Good. Tiếp tục và câu cuối cùng thì có từ shift change thôi. Câu đó nghĩa là gì ạ? Please go over your notes with Dr. Smith during the shift change. Câu đó nghĩa là gì ạ? Làm ơn hãy ghi lại. Go over nghĩa là gì ạ? Over. Không biết nghĩa thế này. Go over như là xem xét lại. No no no, đây nó không phải nghĩa vượt quá. Nó như kiểu review ấy ạ. Nhưng hãy thảo luận nhờ những cái giấy tờ của anh với lại bác sĩ Smith trong suốt cái ca trực trong buổi giao ca. Shift change đây chính là buổi giao ca.
Yeah. Đổi ca đấy, đúng nhất là đổi ca nhỉ. She changed this afternoon. Trong buổi giao ca đổi ca vào chiều nay. Alright, good. Đó là tất cả phần từ của bài 1 và bài 2 của chúng ta đấy ạ. Alright, now chúng ta sẽ tiếp tục với bài 3 hôm nay. Alright, now shall we start unit 3 today? Yeah, can you look at unit 3 today? We are talking about communicating with patients. Ở bài 2 và bài 3 là chúng ta có cùng một chủ điểm, đó là communication, right? With staff and now with patient. Now, first, can you look at objectives? What are the objectives? Are the objectives of unit 3? Can you read again, bạn Huy nào, Phạm Huy nào? Hello. Yes. Now, what are the objectives of Unit 3 today? Can you tell us? The objectives are learning how to communicate with patients, making suggestion. Yeah, mục tiêu đó là gì nè? Em nói tiếng Việt cho các bạn đó. Đó là gì? What are the objectives? Học về cách giao tiếp với bệnh nhân như thế nào và đưa ra những tư vấn. Making suggestion là ở trong phần nói nhỉ? Đó là học các cấu trúc khi đưa ra gì ạ? Gợi ý nhỉ? Gợi ý nhỉ? Vâng. Making suggestion. Alright, thank you. Và chúng ta sẽ gặp một loạt các từ vựng đây ạ. Now, can you read again phần vocabulary với subject specific vocabulary? Thank you, read. Now, chúng ta sẽ gặp các từ vựng. Ok. The first line, can you read the first line? Trang Chiến Huy rồi. Thúy Hằng nào? Lê Thúy Hằng, can you? Yes. Health literacy. Preconception. Yeah, preconception. Jargon. Good, jargon. Anxiety. Yeah, anxiety. Empathy. Empathy. Good. Empathy. Verbal. Nonverbal. Yes. Therapeutic. Yeah, therapeutic. Chọn âm giới therapeutic. Ok, thank you Hằng. Next, the second slide. Second slide. Can you read again? Second slide. Thúy Hằng rồi. Lê Thùy nào? Can you? Dạ. Lê Thùy, can you read the second slide of vocabulary? Dạ. Report. Approach. Nature. Good. Acute. Inquiry. Good. Hypoglycemia. Hypoglycemia. Có cái đi tiếp đầu tố hypo nhờ, xong đó glycemia. Good. Belly. Good, belly. Ok, thank you. Thì go on. Next slide. Tiếp tục ở slide thứ ba nào. Can you? Thì giờ nhờ Thu Hà nào. Em quên đọc bài. Adequate. Force. Yes. Fake. Good. Fake. Casual. Vẫn còn cái âm R sao nhỉ? Casual. Establish. Establish.
Establish. Yes, interact. Interaction. Interaction. Good. All right. Thank you. Now the last one. Slide cuối cùng về từ vựng ạ. Can you read again? Thu Hà rồi. Phan Hoàng nào? Hoàng Phan, chính là Phan Hoàng nhỉ? Dạ. Yeah. Bạn Hoàng đã. Yeah, all right. You are on the way home, right? Yes. Another. Lê Anh Đức nào? Lê Đức Anh nhỉ? Vâng, em chào con. Yeah. Em xin phép đọc. Okay, engage. Squaring. Engage. Engage. Scary. Diverse. Who? Confused. Yes. Signal. Uninformed. Yes, okay, thank you. Đó là toàn bộ phần từ vựng. Nào, giờ chúng ta sẽ vào phần bài đọc. Sẽ share phần bài đọc ạ. Yes. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ nhìn vào hai câu hỏi. Yeah. Now, before you read the passage, talk about this question, please. What are some possible causes of miscommunications with patients? What are some possible causes of miscommunication with patients? Yeah. Lê Đức Anh rồi, giờ yeah, bạn khác ạ. Kỳ Ninh nào, Tăng Thị Kỳ Ninh, can you? Em hiểu câu hỏi đó là gì không ạ? What are some possible causes of miscommunications with patients? Dạ có ạ. Có những cái nguyên nhân nào gây ra sự giao tiếp không hiệu quả với bệnh nhân ạ? Yes, giao tiếp không hiệu quả với bệnh nhân. Do you know what are the causes? I think there are a lot of reasons that cause of miscommunication with patient. Firstly, the doctor can use thuật ngữ đúng nào, yes. Medical terms, nếu em không biết được từ jargon thì có thể dùng medical terms. Dạ, vâng. Yes. Medical terms. Mm-hmm. Yes. Secondly, some patients have a poor healthy literacy. Yeah, cool. And there are a different culture between doctor and patient. Yeah, different culture. That's all. Yeah, okay, thank you. Okay, so can you look at the answer? Yes. What are they? What are they? Can you read again the answer here? It's the same as your answers. It's the same as yours. Yeah, em sẽ đọc lại phần câu trả lời đây ạ. Đó là gì ạ? There are many possible causes of patient miscommunications. Yeah. This include. Em đọc lại cái câu trả lời đó nè. Yeah. Can you Ning? There are many possible causes of patient miscommunication. Good. They include poor health literacy, anxiety, and cultural difference. Yeah, differences. Okay. Okay, thank you, Ning. What's the matter with you? Do you have a sore throat? Yes, I have a flu. Oh, yeah, right.
Oh, so poor you. Have you taken any medication for the flu? Yes, I have some drug. Yeah. Okay. So, do you have to stay at work? Stay at home. Oh, sure. Stay at work. That means you can't go to work, right? Okay. Thank you. Yes. Thank you, Ning. And now the second question, please. Yeah, bạn Nguyễn Thị Thủy now. Nguyễn Thị Thủy, can you answer the second question? How can medical professionals improve communications with patients? Thủy, can you? Yes. Yes, can you? How can medical professionals improve communications with patients? Do you need help? Do you need help? Bạn có cần phải trợ giúp không ạ? Nếu cần trợ giúp thì tôi sẽ bật vào cái chỗ help này để bạn trợ giúp. Do you need help? How can medical professionals improve communications with patients? How? Okay. Now, can you look at the answers? How can medical professionals improve communications with patients? Vâng, tôi cô em đọc trên này. Yes. There's several easy ways to improve communication with patients. It is vital to establish a friendly rapport with the patient. Show empathy to your patients and demonstrate that you care about them and the problems. And their problems. Okay. Em xin cái câu trả lời này nào cho các bạn nghe để hiểu lần. Có một số cách dễ dàng để cải thiện cái giao tiếp với bệnh nhân, những bệnh với các bệnh nhân ạ. Above all là trên tất cả đúng không? Trên là gì ạ? Điều quan trọng. Trên tất cả nó là điều quan trọng để tạo cái sự thân thiện với bệnh nhân. Dạ, ta thiết lập một mối quan hệ thân thiện với bệnh nhân nhỉ? Right. Show empathy. Thể hiện sự gì ạ? Đồng cảm nhỉ? Thể hiện sự đồng cảm với bệnh nhân của bạn và chỉ cho họ thấy rằng bạn chăm sóc họ, bạn quan tâm đến họ và quan tâm đến họ và những vấn đề của họ như thế nào. Yes, okay, that's good. Đó chính là phần câu trả lời. Okay, thank you. Yeah, đã, chúng ta sẽ vào bài đọc ấy. Đấy là hai cái phần câu hỏi ấy. Chúng ta vào bài đọc, tôi cũng sẽ mở cái phần nghe. Now you listen to the text, please, first. Now you listen, please. To all staff, subject communicating with patients. Good communication is vital to providing the best care possible. However, recently we have not been getting all the information we need. If you believe you are not getting adequate information from a patient, remember some of the possible causes of miscommunication. Poor health literacy. Uninformed patients may not understand important terms. Negative preconceptions. Patients may not trust medical professionals. They may experience anxiety when forced to interact with them. Cultural differences. Different cultures may have different approaches to dealing with illness and healthcare. If you recognize any of these issues,
A few simple steps can be all that is required to improve communication. Establish a good rapport with the patient. Patients heal better in a therapeutic environment. Show empathy and understanding at all times. Be aware of how your verbal and nonverbal cues are affecting the interaction. Avoid using jargon as much as possible. This may confuse or intimidate the patient. Ask open-ended questions to signal to patients that you care about their input. Remember, everyone shares the responsibility of effective communication with patients. The more information we can give and receive, the better care we can provide. Mm-hmm. Now, listen again. Nghe lại nào. To all staff, subject communicating with patients. Clear communication is vital to providing the best care possible. However, recently we have not been getting all the information we need. If you believe you are not getting adequate information from the patient, remember some of the possible causes of miscommunication. Poor health literacy. Uninformed patients may not understand important terms. Negative preconceptions. Patients may not trust medical professionals. They may experience anxiety when forced to interact with them. Cultural differences. Different cultures may have different approaches to dealing with illness and healthcare. If you recognize any of these issues, a few simple steps can be all that is required to improve communication. Establish a good rapport with the patient. Patients heal better in a therapeutic environment. Show empathy and understanding at all times. Be aware of how your verbal and nonverbal cues are affecting the interaction. Avoid using jargon as much as possible. This may confuse or intimidate the patient. Ask open-ended questions to signal to patients that you care about their input. Remember, everyone shares the responsibility of effective communication with patients. The more information we can give and receive, the better care we can provide. Yeah. Now, can you read again? Ngô Văn Quý nào? Quý, can you? Quý, are you there? Ngô Văn Quý. Yes. Can you read again? Yeah, bạn Quý tôi đã thấy bật mic đã rồi đấy. Can you? Can you read again? Communication. Providing. However, recently, we have not been waiting on the information we need. Yes, good. Go on. Believe. Not getting the adequate information from a patient. Information from a patient. Remember some of the possible causes. Miscommunication. Yes, okay. So, can you understand what you have read? Có 1, 2, 3 câu bạn vừa mới đọc thôi ạ. Bạn có hiểu được 3 câu này và có thể dịch sang tiếng Việt được 3 câu này không ạ? Bạn vừa mới đọc có 3 câu thôi đấy ạ. Can you, do you understand? Bạn có hiểu được các câu này không ạ? Đầu tiên là thông tin.
Clear communication đây được hiểu là giao tiếp rõ ràng nhỉ? Giao tiếp là rất is vital là vô cùng quan trọng để cung cấp ạ. Để cung cấp một cái gì ạ? Chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể ạ cho bệnh nhân nhỉ? Đấy là cái câu. Đây cái chủ điểm là subject đây gửi cho đó là communicating with patient, nên câu đầu tiên mình có thể hiểu đó là giao tiếp rõ ràng là vô cùng quan trọng để có thể cung cấp và hoặc là khi cung cấp và để có thể cung cấp được chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân ạ. Câu tiếp theo, câu thứ hai này. However. Tuy nhiên. Tuy nhiên gần đây nhỉ. We đây chúng ta hiểu là chúng ta nhỉ. Đây là ông giám đốc gửi thông điệp cho tất cả nhân viên nhỉ. Tuy nhiên gần đây nhỉ. Recently. Chúng ta không có được tất cả các thông tin mà chúng ta gì ạ? We have been getting all the information we need mà chúng ta cần ạ. Đấy là câu thứ hai ạ. Và tiếp tục câu thứ ba. Nếu bạn cho rằng nhỉ, if you believe. Bạn không có được đầy đủ thông tin từ bệnh nhân nhỉ? Nếu bạn nghĩ rằng, bạn cho rằng là bạn không có đầy đủ được thông tin từ bệnh nhân thì làm sao ạ? Remember some of the possible causes of miscommunication. Thì hãy nhớ một vài nguyên nhân có thể gây ra gì ạ? Miscommunication. Remember some of the possible causes. Thì hãy nhớ một số nguyên nhân có thể gây ra sự gì ạ? Không giao tiếp được với người bệnh sau đây nhỉ? Và dưới đây là người ta liệt kê ra những nguyên nhân có thể ạ. Ok, thank you Châu. Bạn đấy là Quý. Ngô Văn Quý nhỉ? Oh yeah, Văn Quý ạ. Thank you. Nào, dưới chúng ta tiếp tục sẽ đọc và liệt kê ra một số các possible causes of miscommunication. Một loạt các từ vựng ạ. Chúng ta sẽ hiểu đến cái cuốn 3 này là chúng ta đã học đến trình độ intermediate ạ. Là trình độ cũng khá cao nên câu đọc này, các câu hành văn của nó là rất khó ạ. Chúng ta thấy đọc nó, câu nó đã rất dài và từ dùng là khó hơn rất nhiều so với cuốn book 1 và book 2 của chúng ta. Tí nữa chúng ta thấy bắt đầu đến bài nghe cũng vậy ạ. Nghe cũng khó đúng không nào? Dạ. Nào, tiếp tục chúng ta sẽ đọc tiếp. What are some possible causes of miscommunications? You read the answer here. Bạn nghĩa nào? Nguyễn nghĩa nào? Nghĩa, are you there? Nguyễn nghĩa, are you there? Hôm nay bạn bị ốm à cô? Bạn ấy bị ốm thì thôi, bạn ấy không cần phải đăng nhập vào đây nữa nhở. Bạn ấy đăng nhập vào đây là để cũng phải gọi bạn đi. Yeah, bạn khác nào? Đó là bạn Trương Thị Thơm nào? Thơm, can you? Dạ. Yes. Yes. Can you read some possible causes of miscommunication? Uninformed patient may not understand important terms. Tiếp tục thứ hai là gì ạ? Nè
Negative preconception. Negative preconception. Preconception. Person may not know. Yeah. Person may not choose medical. Professional. Professional. They may. They may experience anxiety. Experience anxiety when forced to interact with them. Ừ. Số 3 là gì ạ? Cô đọc số em từ đầu tiên nữa. Cultural differences. Cultural differences. Different. Cultural may have a different approaches. Approaches to dealing with the. To dealing with. Dealing. In needs and healthcare. In need and healthcare. And healthcare. Yes, okay, thank you. Yeah, chúng ta đọc cái đoạn này rồi và chúng ta thấy ở đây có ba nguyên nhân đề cập nhỉ. There are three causes mentioned here. Đầu tiên là poor health literacy. Chúng ta có cái cụm từ health literacy. Đây với hiểu là các kiến thức từ ngữ về y thì làm sao ạ? Poor đây vì nghĩa là kém nhỉ, yếu kém gì đó. Đấy là lý do thứ nhất ạ. Lý do thứ hai, negative preconception. Chúng ta có cái từ preconception, đấy là những định kiến nhỉ. Định kiến mang tính tiêu cực nhỉ, negative. Ở đây chúng ta hiểu với nghĩa tiêu cực nhỉ. Ở đây không phải nghĩa âm tính với dương tính nhỉ. Chúng ta y thì rất anh quen thuộc với negative, đúng không ạ? Và positive. Và the last cause here is the cultural differences. Đó là sự khác nhau về văn hóa, đúng không ạ? Có ba cái causes ở đó. Ở đây trong phần này thì chúng ta sẽ gặp lại các từ chúng ta lưu ý ạ. Ở nguyên nhân thứ nhất chúng ta có gặp cái từ terms, đúng không ạ? Từ terms này chúng ta lưu ý luôn, nó bao giờ cũng chỉ là các thuật ngữ ạ. Các thuật ngữ quan trọng, in medical term là các thuật ngữ y học nhỉ, important terms ở đây. Next, ở trong ý thứ hai, negative preconception, thì chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta gặp động từ experience. Tôi đã dạy cho chúng ta experience, xong đó chúng ta với nghĩa là trải qua cũng có này, hoặc chúng ta với nghĩa là bị này, mắc cái gì đó, chúng ta cũng dùng experience. Ở đây có từ experience anxiety. Chúng ta hiểu là họ có thể bị trong tình trạng lo lắng nhỉ? Gặp lo lắng. When forced to interact with them, động từ interact with, đó là khi tương tác làm gì đó, chúng ta đều dùng với động từ interact ạ. When forced, đây là câu bị động. When they are forced to interact with them, với nghĩa là khi họ bị bắt buộc phải tương tác với lại các nhân viên y tế. Then ở đây mới chỉ là medical professionals. The last, cultural differences, sự khác nhau về nền văn hóa. Thì ở trong phần câu này chúng ta lại gặp lại động từ deal with. Nhớ động từ deal with với nghĩa xử lý, giải quyết cái gì đó. Thì chúng ta dùng đó là deal with ạ. À, ví dụ mình phải xử lý giải quyết các ca cấp cứu trong ca trực chẳng hạn. When I am on duty, I have to deal with accidents and emergency. Phải, các ca tai nạn, các ca cấp cứu. Đó là động từ deal with, chúng ta lưu ý ạ. Yeah. Ba cái lý do này chắc chắn lại phải mời một bạn để dịch lại xem sao. Đó là bạn Mai Quốc Thảo nào. Thảo, are you there? Có em ạ. Yes, can you?
Cô ấy đọc lại cô, máy em nó vừa no. trục chặt chút. No, em dịch lại thôi, em có thể nhìn lên màn hình, cô vẫn đang share cái phần đó. Vâng. Cô là có ba lý do chính là mà gây không mất khả năng giao tiếp. Là thứ nhất là trình độ học vấn kiến thức về y học. Vâng. Nghèo nàn nhỉ? Yes. Dạ vâng. Thông tin nào ạ? Bệnh nhân không các có bệnh nhân thông tin mà đầy đủ. Không có thông tin tức là không có sự hiểu biết về các thuật ngữ quan trọng. Nào, bệnh nhân không có thông tin đầy đủ về kiến thức y học thì có thể là không hiểu được các thuật ngữ từ ngữ về y quan trọng đúng không ạ? Vâng. Đó là ý thứ nhất ạ. Ý thứ hai ạ. Các cái định kiến tiêu cực ạ. Ừ. Các bệnh nhân có thể không tin tưởng về các chuyên gia y tế. Các nhân viên y tế, ok. Họ có thể trải nghiệm mà họ có thể đã trải qua những sự lo lắng. Họ có thể là lo lắng thế thôi, mình chỉ hiểu đây là họ có thể là rất lo lắng khi mà bị bắt buộc phải tương tác với các bác sĩ, nhân viên y tế. Dạ. Nhân viên y tế của. Và ý thứ ba là gì ạ? Là các sự khác biệt về văn hóa. Ừ. Và có thể có cái cách tiếp cận khác nhau đến dẫn đến sự xử lý các cái ca bệnh hoặc là việc chăm sóc sức khỏe. Cái đó là gì nhỉ? Chính xác của câu này là gì ạ? Các nền văn hóa khác nhau thì có thể sẽ có các sự tiếp cận khác nhau khi xử lý giải quyết các căn bệnh và vấn đề chăm sóc sức khỏe. Đấy vì nghĩa chính của câu này, đúng không nào? Ok, thank you. Yeah, thank you. Yeah, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Go on. Đó, một bạn sẽ đọc tiếp phần đó là bạn Đông nào. Bùi Thị Đông nào, can you? Em có. Yes, go on. If you, recognize any value in you, a few simple steps can be all that required to improve communication. Establish a good rapport with the patient. Patient have better in therapeutic environment. Show empathy and understanding at all times. Be aware of how your verbal and non-verbal cues are affecting in the interaction. Apply using the home as much as possible. This may confuse in intimidate the patient. Ask open and question to signal and to patient that to signal to patient that you care about their input. Remember, everyone share the responsibility of effective communication with patients. With the more information we can give in research deserved, the better care we can provide. Yeah, okay, thank you. Very long passage, right? Yeah, chúng ta sẽ nhìn tới đoạn thứ hai ạ, sau khi đề cập tới causes nhỉ, possible causes. And now, how can you improve communication? Và đây chính là cái solution nhỉ, đầu tiên đưa ra các lý do. Causes, và đây là solution, các giải pháp dưới ạ. If you recognize any of these issues, ở đây chính là cái từ problems, những cái vấn đề đó, đúng không ạ? Issues chính là từ problem, vấn đề đó. A few simple steps can be all that is required to improve communication. Exactly. These are a few steps, a few measures to improve communication.
dưới này người ta dùng từ seven step, các bước nhỉ, nhưng chính là một số các biện pháp đấy. Từ step ở đây hay chúng ta được hiểu đó là các biện pháp ạ. That can be all that is required, mà cần phải làm để làm gì ạ? Improve communication. Đúng, to require là yêu cầu, cần phải nhỉ. To improve communication, để cải thiện được giao tiếp, khi giao tiếp với bệnh nhân nhỉ. Một loạt các động từ ở đó, establish, thiết lập, thành lập, chúng ta cũng gặp rồi đấy ạ. Trong câu đó chúng ta sẽ gặp luôn động từ patient, him, better. Động từ him chúng ta biết đó với nghĩa là hàn gắn này, lành bệnh này, khỏi bệnh nhỉ. Him better đây chính là sẽ chữa khỏi nhanh hơn, hồi phục nhanh hơn ở câu này. In the therapeutic environment, trong một môi trường điều trị bệnh như đó thì thôi. Đấy là đã ý thứ nhất ạ. Ý thứ hai chúng ta gặp từ cụm từ show empathy, chúng ta cũng học rồi. Đó là thể hiện sự biểu cảm với nghĩa là đồng cảm với người ta, đồng cảm với bệnh nhân nhỉ. Show your empathy to your patient, right? Next, ở ý thứ ba, the next step, the third cure. Ý cơ ý thứ ba là gì ạ? Be aware of. Khi dùng be aware of thì đó bằng như là động từ know, động từ understand. Be aware of thì là với nghĩa là hiểu biết, nhận biết ạ. Ý thứ ba này chúng ta có be aware of something, hiểu biết, nhận biết được cái điều gì đó. Chúng ta có hai khái niệm verbal và non-verbal. Ở trong phần từ chúng ta đã có khái niệm. Yeah, sorry, ở phần đó tôi lại chỉ biết với ý của một chỗ từ là verbal, khi chúng ta muốn chỉ là bằng miệng, bằng lời nói nhỉ. Khi non-verbal thì nghĩa là không cần và không, không dùng từ, không dùng lời nói ạ. Yeah. Ở trong phần từ tôi có cho, nhưng tôi chỉ để mỗi nghĩa ở câu, ở nghĩa khẳng định thôi ạ, verbal. Nhưng chúng ta có cả cái nghĩa non-verbal rồi ạ. Next, the fourth step. Ở ý thứ tư chúng ta có động từ avoid. Đằng sau avoid đó chúng ta cộng một verb ing ạ. Và ở đây là avoid using jargon. Tránh sử dụng các thuật ngữ chuyên môn ạ. This may confuse or intimidate the patient. Động từ confuse thì chúng ta hiểu là có thể làm cho bệnh nhân trở bị nhầm lẫn ạ. Và động từ intimidate thì là làm cho bệnh nhân phát hoảng lên, phát sợ lên. Gọi là phát hoảng lên, chính xác như vậy. Nếu khi chúng ta dùng các thuật ngữ quá nhiều, jargon đó quá nhiều, thì điều này có thể gây cho bệnh nhân bị nhầm lẫn nhỉ? Và có thể làm cho bệnh nhân phát hoảng lên ạ. This may confuse and intimidate the patient. Và ý cuối cùng ở đây là ask open-ended question. Đó là khi tiếp xúc với bệnh nhân thì phải dùng các câu hỏi mở, đúng không ạ? To signal to patient that you care about their input. Đây muốn chỉ là bạn rất là quan tâm đến cái câu trả lời của người ta. Yeah, đó chính là cái phần đưa ra các biện pháp để chúng ta cải thiện khi giao tiếp với bệnh nhân ạ. Ở câu cuối cùng trong phần conclusion, kết luận ạ, remember, everyone share responsibility. Share the responsibility, đó với nghĩa chia sẻ cái trách nhiệm nhỉ. Of effective communication with patient. Effective communication là giao tiếp một cách hiệu quả nhỉ. Chúng ta có tính từ effective. Và câu cuối cùng ở đoạn này chính là một câu so sánh kép ạ. The more information, the better care. Khi càng có nhiều cái gì thì càng nhiều điều gì xảy ra ở đây ạ. Chính là cái câu giao tiếp, câu so sánh kép của chúng ta. Khi chúng ta dùng the more information, không the better care we can provide. Đó là toàn bộ phần ý thứ hai đưa ra các giải pháp ạ. Tôi cũng sẽ phải mời một bạn để dịch lại xem sao ạ. Hồng Nhung nào, can you? Đoàn Thị Hồng Nhung ạ. Are you there?
Hồng Nhung. Dạ vâng ạ. Yes, thank you. Thưa cô, là dịch tại đoạn cuối phải không cô? Bắt đầu từ chỗ các giải pháp ạ, solution, measure, các biện pháp ạ. Nếu bạn nhận ra thì ạ. Nếu bạn nhận thấy chả any nếu bạn nhận thấy bất kỳ vấn đề nào trong cái số này thì mình gặp bất cứ những vấn đề nào trong những vấn đề ở trên nhỉ, đó là đưa ra những biện pháp 1, 2, 3 nhỉ. Vâng, thì một vài bước đơn giản là tất cả những gì cần thiết để cải thiện về giao tiếp. Thứ nhất là thiết lập mối quan hệ với bệnh nhân ạ. Mối quan hệ thân thiện, mối quan hệ tốt bệnh nhân nhỉ. Người bệnh thì sẽ hồi phục tốt hơn nhỉ. Sẽ hồi phục tốt hơn trong cái môi trường điều trị. Môi trường trị liệu ạ. Môi trường trị liệu điều trị tốt ạ. Thứ hai là thể hiện cái sự cảm thông ấy và cái sự thấu hiểu ạ. Luôn luôn nhỉ, at all times. Luôn luôn cảm thông, luôn luôn thấu hiểu ạ. Yes, all right. Chính xác là như vậy. Thứ ba nữa là các cái gọi là cái tín phải biết rằng là gì ạ? Phải biết là vâng. Lời nói và những cử chỉ của bạn nó không phải nói đúng mà là cử chỉ của bạn thì đều ảnh hưởng tới gì ạ? Affecting the interaction. Ảnh hưởng đến cái sự giao tiếp ạ, cái sự tương tác. Đúng rồi, sự tương tác. Nữa là cái tránh sử dụng những cái biệt ngữ càng nhiều thì càng cánh sử dụng những cái biệt ngữ càng nhiều thì càng tốt. Good. Và điều này thì có thể sẽ gây bối rối. Gây rối hoặc là cái đe dọa bệnh nhân ấy. Làm cho bệnh nhân sợ mà. Làm cho bệnh nhân sợ. Và đặt những cái câu hỏi mở để mà báo hiệu cho bệnh nhân biết rằng là bạn cũng quan tâm đến họ. Yes. Good. Nên nhớ rằng remember nên nhớ rằng thì mọi cái mọi người đều chia sẻ cái trách nhiệm giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân. Càng nhiều cung cấp nhiều cái thông tin thì có thể chúng ta nhận được có thể là cung cấp cái dịch vụ chăm sóc thì tốt chúng hơn. Ta lại càng có thể chăm sóc tốt hơn, thế thôi. Vâng. Ok, thank you. Đúng, đây chính là bài đọc rất dài. Phần bài đọc đó chúng ta sẽ đọc xong rồi và nhìn vào phần bài số 2 là bài Communication Reading Comprehension nhỉ. Phần đọc hiểu nào, chúng ta sẽ trả lời phần bài số 2 xem nào. Oh yes. Now choose the correct answers, please. Yeah, can you? Các bạn đã dịch và đọc hết rồi ạ. Một bạn sẽ trả lời xem nào. Bạn Nhung rồi. Cao Phương Thảo nào. Phương Thảo. Dạ, có em ạ. Yes, can you do exercise number 2? Choose the correct answer to the question. 1. What is the main idea of the article? What is the main idea of the article? Nào, bao giờ cũng có một cái bài ý chung của bài này là gì ạ? Nào, em dịch bốn ý thế nào? Thì sẽ chọn ngay ra được ý nào đúng không ạ? Phương án A là gì ạ? Cái bác sĩ chuyên khoa phải học. No, medical professional đây chỉ chung là các nhân viên y tế thôi đúng không ạ? Các nhân viên y tế thì phải học để khiến cho bệnh nhân tin tưởng. Learn to trust patient, phải học cách là tin tưởng vào người bệnh. Vâng. Câu thứ
Câu thứ hai thì là có nhiều cái cách mà nó dễ dàng để cung cấp cái giao tiếp với bệnh nhân. Yes. To improve đây không, đây không phải cung cấp mà là gì ạ? Để cải thiện việc giao tiếp với bệnh nhân, đúng không ạ? Có một vài cách rất dễ dàng để cải thiện giao tiếp với bệnh nhân. Phương án C là gì ạ? Giao tiếp bằng lời nói hoặc là không bằng lời nói và thì cử chỉ. Vâng. Và cử chỉ thì đều quan trọng như nhau, equal là công bằng mà, đúng không ạ? Thì chỗ này chúng ta hiểu là giao tiếp bằng lời nói và cử chỉ thì đều quan trọng như nhau. Và phương án D là gì ạ? Giao tiếp kém với bệnh nhân thì có thể dẫn tới rủi ro đe dọa tới tính mạng nhỉ? Yes. Life threatening tức là đe dọa tới tính mạng, và từ risk là rủi ro, nguy cơ, đúng không ạ? Yes. Nào, em đã dịch cả bốn đoạn rồi thì bây giờ mình thấy cái đoạn mình vừa mới đọc thì nó ý chính thì nói cái gì ạ? B, đúng rồi, đưa ra cái cách để cải thiện, improve communication with patient. Right. Now, the second question, một câu hỏi loại trừ ạ. Which of the following is not a cause of miscommunication? Bạn nhìn vào trong bài là bạn loại trừ ra thôi. Đúng không nào? Điều nào dưới đây không là phải là nguyên nhân của việc giao tiếp kém với bệnh nhân ạ? Thì ba cái này đã đều đề cập tới hết rồi, nên có cái A này lại là sự gợi ý khi để cải thiện giao tiếp, thì chúng ta chọn A là đúng rồi. Câu số 3 nào. What is an appropriate way to improve communication with patient? Câu số 3 là hỏi gì ạ? Cái gì để cải thiện cái việc giao tiếp với bệnh nhân ấy? What is an appropriate way? Cái cách phù hợp, đúng nào? Appropriate là phù hợp vậy. Cách phù hợp để cải thiện việc giao tiếp bệnh nhân đó là gì, đúng nào? Và chính xác ở đây mình sẽ dùng đó là gì ạ? Show proper empathy to patient. Đúng rồi, là đồng cảm với bệnh nhân nhỉ? Yes, okay, thank you. Okay, check again. Yeah, that's right. Cả ba câu này mình đều làm đúng cả nhỉ? Okay, thank you. Yeah, chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng tôi sẽ show cái phần câu hỏi của bài đọc này. Nữa tiếp tục, chúng ta cũng có rất nhiều các câu hỏi ở bài đọc ạ. Listening, reading, right. Nào, chúng ta cũng có ba câu nào. Một bạn sẽ trả lời là ba câu hỏi của bài đọc. What are the three possible causes of miscommunication? Bạn Hương nhỉ? Bạn này là Bùi Mai Hương ạ. Em chưa làm được ạ. Oh yeah, em chỉ liệt kê được ba cái nhỉ. Em nhìn vào trong bài đọc thôi là có ba cái đấy rồi. Three possible causes of miscommunication. Ba nguyên nhân có thể em liệt kê ra ba cái cụm từ quan trọng nhất đã được in đậm ở trong bài đó là gì ạ? Phải thuộc được những cái đó nhỉ? Three possible causes of miscommunication. Yeah, okay. Tôi sẽ show lại ở trong sách để em sẽ đọc lại được nào. Yeah. Em sẽ đọc lại ba nguyên nhân có thể được đề cập tới ở trong sách chính là gì đấy ạ? Nào em nhìn vào trong bài đọc đấy để nhìn xem ạ. Là ba nguyên nhân có thể ở đây, đó là những các cụm từ người ta đã in đậm đấy rồi. Đó là cái gì nhỉ? Nào, em đọc vào ba cái cụm từ in đậm ở đây chính là gì? Poor
Yeah. Nhìn vào nào, có ba cái cụm từ đấy ạ, chị ạ. Ba nguyên nhân có thể ở trong bài người ta cũng đã đề cập đây rồi. Poor causes. Postpone causes of miscommunication. Ba nguyên nhân thứ nhất là gì đây ạ? Em đọc cái chỗ này ạ. Poor hand literacy. Đấy là nguyên nhân thứ nhất nhỉ. Nguyên nhân thứ hai là gì ạ? Negative preconception là nguyên nhân thứ hai. Và nguyên nhân thứ ba là gì ạ? Cultural differences. Yeah. Nào, nguyên nhân thứ nhất tiếng Việt nghĩa là gì ạ? Poor hand literacy. Đó là sự thiếu hiểu biết về kiến thức gì ạ? Kiến thức y học nhỉ? Hand đây là về sức khỏe y học nhỉ? Nguyên thứ hai là gì ạ? Negative preconception là gì ạ? Negative preconception. Đó là những định kiến gì ạ? Tiêu cực nhỉ? Negative. Và nguyên nhân thứ ba, cultural differences. Nguyên nhân thứ ba là gì ạ? Sự khác nhau về gì ạ? Về văn hóa. Yes, okay, thank you. Yeah, đó là phần câu hỏi thứ nhất nhỉ mà bạn phải trả lời. Alright, thì cô sẽ mời một bạn khác nhỉ để chúng ta tiếp tục ạ. Trả lời đến câu hỏi thứ hai và thứ ba nhỉ. Alright, thank you Thảo. Yeah. Bích Ngọc nào, can you? Bích Ngọc. The question 2. Yeah, question 2 and question 3, can you? Why is it important to develop a good rapport with patient? I think because patient feel better in a therapeutic environment. Yes, that's good. It's important because patient feel better in a therapeutic environment. Good. And number three, why should jargon be avoided? Because this may confuse or intimidate the patient. Yeah, that's good. Okay, thank you. Đúng rồi, bạn này đã rất nhớ và rất nhiều bài đấy. Right, okay, thank you. Chúng ta sẽ tiếp tục vào phần bài đọc này. Chúng ta sẽ có phần bài là bài summarize lại nhỉ. Chúng ta sẽ nhìn vào phần bài summarize của bài đọc này. Đó là một đoạn chỉ có một câu thôi, một câu tổng hợp lại ý ở bài đọc này. Còn thiếu ba từ gì nhỉ? Chúng ta thử xem nào. Còn thiếu ba từ gì trong câu tổng hợp lại ý chính của bài đọc này ạ? Now, it's important that yeah, chúng ta xem ạ, còn thiếu từ nào trong phần bài đọc này ạ? Why is it important for medical professional? Right. Và chúng ta fill in the blank nè, chúng ta xem ạ. Còn thiếu từ gì ở đây ạ? Fill in the blank ạ. Uh-huh.
Who can please try? Chúng ta xem ạ, chỗ này là thiếu từ gì ở đây ạ? Nhà trường. The first, it is important that a good communication be established between medical professionals and patients, since the latter will matter in a therapeutic environment. Yeah, chỗ đằng sau better in a therapeutic environment rồi. Và câu ở đầu tiên, it's important that a good what? Rapport. It's important what? Important. Ta có thể sao được gì ạ? Rapport. Rapport. Yeah. Rapport. What else? Xong đó tiếp tục là gì ạ? Important rapport. Be established. Between medical professional patients, seen the letter. Hin better in, và chỗ này chúng ta để gì ạ? Therapeutic. What else? Mm-hmm. Therapeutic. Therapeutic. Yes. Chúng ta còn phải thêm một chữ. Environment. Yeah, therapeutic. Và đây sẽ từ environment là từ cuối cùng ở trong bài này. Chúng ta cần phải điền vào đó là từ môi trường điều trị rác. Environment. Yes. Đó chính là phần bài số 5 khi chúng ta summarize lại. Yeah. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần bài tập số 2 và số 3 và số 4 với phần đó là từ vựng ạ. Một loạt câu thứ nhất đại matching definition ạ. Yeah, matching definition please. Yeah, chúng ta xem các phần từ này chúng ta đều biết hết rồi. Open-ended question, non-verbal và verbal lời nói và cử chỉ nhỉ. Anxiety chúng ta biết rồi. Therapeutic chúng ta biết rồi. Verbal report đều có hết rồi. Oh yes, sẽ mời một bạn thôi ạ. Tất cả các từ này, các từ ngữ đều đã thuộc hết rồi. Bích Ngọc rồi. Linh nào, bạn Linh tên đầy đủ full name là gì ạ? Đây ghi là bác sĩ Linh ạ. Can you, what's your full name? Hôm nay ghi là bác sĩ Linh ạ. Linh, are you there? Cô thấy kia đây là bác sĩ Linh nha, bạn nào đây ạ? No. All right, thì cô sẽ gọi bạn khác ạ. Tố Nga nào. Can you? Tố Nga. Are you there? Are you there? Tố Nga, yes. Can you? Tố Nga nào. Ây, sẽ là từ nào ạ? A feeling of understanding and a connection between two people. Yes, đó chính là từ rapport. Good, đúng rồi. Sự hiểu biết và kết nối giữa hai người đây chính là một cái mối quan hệ nhỉ. Thứ hai nào. A feeling of nervousness and worry. Có cảm giác lo lắng, hồi hộp thì chính là từ gì ạ? Yeah, đúng rồi, đó chính là từ anxiety. Yeah, tiếp tục. Số 3.
an inquiry that requires an answer longer than a one word response. Yes, đó chính là open-ended question nhỉ. Open-ended question. Cái này em communication without the use of spoken language. Giao tiếp mà không sử dụng ngôn ngữ nói thì chính là cái gì ạ? Non-verbal. Dạ. Được, khi nói spoken chính là gì ạ? Verbal. Và the last one, helping people to heal or feel relaxed. Yeah, chúng ta sẽ có từ therapeutic. Yeah. Okay. Okay, thank you. Oh, where are you? So noisy. Yeah, bạn đây đang ở cái chỗ nào mà noisy thế? Chị để ẩm mỹ thế. Go on, tiếp tục ạ. À. Chúng ta sang đến bài số 4 ạ. Bài số 4 ạ. Complete the sentences only. Chúng ta chỉ việc kết thúc các câu này thôi nào. Yes. Có 3 câu nhỉ? Mỗi câu có một cặp từ A, B. Oh, can you? Mời một bạn nào. Nga rồi, Nguyệt Hằng nào, can you? Đỗ Nguyệt Hằng. Dạ có em ạ. Yes, now can you complete exercise number 4? One, A is a jargon. Using too much jargon can confuse patient. Good. Câu này nghĩa là gì ạ? Sử dụng quá nhiều thuật ngữ có thể khiến bệnh nhân cảm thấy sợ hãi. Nào, confused đây là gì ạ? Nhầm lẫn. Nhầm lẫn. Bối rối, nhầm lẫn. Rồi. Và chắc chắn thứ hai thì đi với từ empathy rồi. Show empathy to your patient without sounding fake nghĩa là gì ạ? Thể hiện sự thấu hiểu đối với bệnh nhân của bạn nếu mà không có... Mà không gì ạ? Sounding fake empathy là gì ạ? Mà không gì đấy ạ? Mà không có sự gì ạ? Fake thôi. Giả tạo. Yes. Yes. Hàng fake ạ. Right. Good. Tiếp tục câu số 2 ạ. A is miscommunication. What does this mean? Miscommunication. Yeah, here. Yeah. You must speak clearly to avoid a miscommunication with a patient. Em nghĩa là bạn phải nói ngắn gọn để tránh cái sự... Nói rõ ràng nhỉ? Clearly. Nói rõ ràng. Để tránh cái việc mà không giao tiếp được với bệnh nhân. Tránh hiểu lầm này, hiểu sai nhỉ? Khi giao tiếp với bệnh nhân ạ. Miscommunication. Good. Câu thứ hai chắc chắn là đi với cụm từ health literacy. Và câu này nghĩa là gì ạ? Cái hiểu biết trình độ hiểu biết về y học của nhiều bệnh nhân là không được, là hơi thấp. Yeah. Là quá thấp. Good. Tiếp tục câu số 3 nào. A is cultural differences. Yeah, cultural differences. Good. Câu đó nghĩa là gì ạ? Bạn phải hiểu về những nền văn hóa khác nhau. Để có thể bạn phải biết rằng là các nền văn hóa khác nhau nhỉ? Thì có thể dẫn tới những cái hiểu biết khác nhau. Yeah. Không hiểu nhau ạ. Misunderstanding. Good. Đấy là không hiểu nhau nhỉ? Bạn phải biết rằng là các nền văn hóa khác nhau nhỉ? That can lead to misunderstanding. Có thể dẫn tới không hiểu nhau ạ. Cuối cùng là từ preconception thôi. Câu này nghĩa là gì ạ? Không được đưa những cái định kiến nếu mà bạn điều trị cho một bệnh nhân.
không được để những định kiến làm sao định hình cái cách mà bạn gì ạ điều trị cho bệnh nhân, đúng ạ. Ok, thank you. Đó là chúng ta hết phần từ vựng ạ. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang đến phần nghe ạ. Phần nghe hôm nay chúng ta cũng nghe một đoạn hội thoại giữa bác sĩ và một điều dưỡng nhỉ? Yeah. Between a patient, a doctor and a nurse, right? Nào, chúng ta cũng sẽ nghe bài 7 trước để chúng ta điền vào. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang bài 6 nó dễ hơn ạ. Yes, now listen please and complete the conversation. Chúng ta cũng phải điền một cái đoạn đến số 6 cả. Còn đây là full cả một cái đoạn hội thoại nên chúng ta phải nghe từ đầu đấy ạ. Now listen please. Dr. Box, do you have a minute? Sure. What is it about? It's about a patient. I'm having trouble communicating with him. What do you mean? Well, he's complaining of constant nausea. I asked about his medical history, but he didn't say much. Is it just a miscommunication? Maybe he doesn't know what you're asking for. It's possible, but I can't tell because he's barely speaking to me. He might just be anxious. It can be scary to feel terrible but not know why. Yeah, he does seem pretty nervous. In fact, I noted that as an additional symptom. Did you use lots of jargon? In my experience, that makes things worse. I might have. Since he has nausea and anxiety, I asked him if he has a history of hypoglycemia. See, the term may not mean much to him. Try low blood sugar instead. Good point. Also, make sure to establish a rapport, even just by asking about his day. Oh, I didn't really do that. I just jumped in with my questions. It's important. It really helps the patient relax. Yeah, go listen again. Listen again. Nghe lại nào. Dr. Fox, do you have a minute? Sure. What is it about? It's about a patient. I'm having trouble communicating with him. What do you mean? Well, he's complaining of constant nausea. I asked about his medical history, but he didn't say much. Is it just a miscommunication? Maybe he doesn't know what you're asking for. It's possible, but I can't tell because he's barely speaking to me. He might just be anxious. It can be scary to feel terrible but not know why. Yeah, he does seem pretty nervous. In fact, I noted that as an additional symptom. Did you use lots of jargon? In my experience, that makes things worse. I might have. Since he has nausea and anxiety, I asked him if he has a history of hypoglycemia. See, the term may not mean much to him. Try low blood sugar instead. Good point. Also, make sure to establish a rapport, even just by asking about his day. Oh, I didn't really do that. I just jumped in with my questions. It's important. It really helps the patient relax. Mm-hmm. All right. Now, can you complete the conversation? Can you? Bạn... đó là Nguyễn Hân nhỉ? Hân nào, can you? Em có thể cho em nghe lại được không? Yeah, okay. I will stop at each sentence for you to complete. Tôi sẽ dừng lại ở từng chỗ một, chúng ta sẽ nghe lại nào. Dr. Fox, do you have a minute? Sure. What is it about? It's about a patient. I'm having trouble communicating with him. What do you mean? Well, he's complaining of constant nausea. I asked about his medical history, but he didn't say much. Is it just a miscommunication? Maybe he doesn't know what you're asking for. It's possible, but I can't tell because he's barely speaking to me. He might just be anxious. He might. Xong đó tiếp tục là gì ạ? He might. Nào, nghe lại ạ. Nghe lại ba từ này. It's possible, but I can't tell because he's barely speaking to me. He might just be anxious. He might. Hoặc là có cái từ quan trọng nhất đây để nó là từ gì ạ? Anxious là cái từ quan trọng. Nào, nghe lại từ đó. Maybe he doesn't know what you're asking for. It's possible, but I can't tell because he's barely speaking to me. He might just be anxious. He might. Đằng sau might này chắc chắn phải có một động từ nhỉ? Và chúng ta có nghe được cái từ quan trọng nhất đó là tính từ anxious. Anxious. Thì trước đó chắc chắn phải là từ gì ạ?
Nào, chỗ này có might rồi nhờ, xong có tính từ answers rồi. Thì chắc chắn phía đằng trước này là phải có động từ gì ạ? Chúng ta sẽ nghe lại xem nào. The miscommunication? Maybe he doesn't know what you're asking for. It's possible, but I can't tell because he's barely speaking to me. He might just be anxious. He might. Chắc chắn chỗ này phải có từ gì nhỉ? Be nhỉ? Chắc chắn rồi. Và đằng trước đây có cái trạng từ just. He might just be anxious. Và nghe lại xem ạ. Maybe he doesn't know what you're asking for. It's possible, but I can't tell because he's barely speaking to me. He might just be anxious. It can be scary to feel terrible but not know why. Yeah, he does seem pretty nervous. He does seem... Seem quite possible. No, không phải từ possible ạ. Anh ta dường như làm sao nhỉ? Và ông ta dường như làm sao nhỉ? Be anxious. It can be scary to feel terrible but not know why. Yeah, he does seem pretty nervous. Nervous. Đúng rồi, that's right. Đó là tính từ nervous. Và đằng trước có trạng từ pretty nhỉ? Không phải là tính từ pretty xinh đẹp đâu ạ. Đây là trạng từ pretty, nó như là trạng từ quite, rather, với nghĩa khá là. He does seem pretty nervous. Bình thường chúng ta có thể nói cái câu he seems chia thêm chữ s ở đây nhỉ. Nhưng đây người ta muốn nói nhấn mạnh nên người ta sẽ dùng trợ động từ does, xong nó đi với động từ nguyên dạng là seem. Khi nhấn mạnh người ta dùng trợ động từ, đúng không ạ? He might just be anxious. It can be scary to feel terrible but not know why. Yeah, he does seem pretty nervous. In fact, I noted that as an additional symptom. Did you use lots of jargon? Did you use... Xong tiếp tục là từ gì ạ? Sang. Có từ jargon là nghe rất rõ đúng không ạ? Nghe lại cho nào. Yeah, he does seem pretty nervous. In fact, I noted that as an additional symptom. Did you use lots of jargon? Did you use... Sao nó từ gì ạ? Lots thì đương nhiên là phải ập rồi, chúng ta nghe ạ. Và từ cuối cùng đây chắc chắn là từ gì ạ? Jargon. Jargon. Yeah, nghe lại xem ạ. Yeah, he does seem pretty nervous. In fact, I noted that as an additional symptom. Did you use lots of jargon? In my experience, that makes things worse. I might have. Since he has nausea and anxiety. Since he has. He has what? Chúng ta có nghe từ gì ạ? Có từ nausea ở trên này nè. Since he has nausea. And gì ạ? Tại vì sao ạ? Since he has nausea and anxiety, anxiety chính là cái bài mình cái từ mình học ở trong bài đấy ạ. Anxiety, right? Chúng ta có học cái từ đó đấy ạ. Hồi hộp lo lắng ấy nhỉ, trong phần từ mới anxiety. Yes. Since ở đây mình nghĩa bởi vì nhỉ, ông ấy có bị buồn nôn và hồi hộp lo lắng nhỉ. Go on. I might have. Since he has nausea and anxiety, I asked him if he has a history of hypoglycemia. See, the term may not mean much to him. See, thấy chưa nào? The term may, xong đó gì ạ? Not. Yeah, may not. Mean. May not, xong đó có động từ mean nhỉ? Từ mean sang bên này có ý nghĩa với ai ạ? May the term may not mean, à giờ còn một từ nữa ạ.
asked him if he has a history of hypoglycemia. See, the term may not mean much to him. Yeah. Much. Yes. Much. Rồi. Đó là từ much to him. Right. Khi dùng cái thuật ngữ hypoglycemia là bị hạ đường huyết đấy nhở. Thì lúc đó có thể là cái thuật ngữ này không có nghĩa gì, anh ta không hiểu được. That may not mean much to him. Go on. Và cuối cùng số 6 ạ. Có 3 từ ạ. Chúng ta nghe xem nào. Heavy. I asked him if he has a history of hypoglycemia. See, the term may not mean much to him. Try low blood sugar instead. Good point. Also, make sure to establish a rapport. Also, và tiếp tục là gì ạ? Nếu make sure, đúng rồi. Make sure. Và chắc chắn chỗ này make sure vậy là gì ạ? You. Do. Có động từ establish kia mà, đúng là, nên chắc chắn là to rồi. Make sure to establish a rapport to him. Okay, thank you. And just by asking about his day. Oh, I didn't really do that. I just jumped in with my questions. It's important. It really helps the patient relax. Okay, nào, chúng ta đã hoàn thiện đoạn nội thoại rồi và chúng ta nghe lại toàn bộ nào. Dr. Fox, do you have a minute? Sure. What is it about? It's about a patient. I'm having trouble communicating with him. What do you mean? Well, he's complaining of constant nausea. I asked about his medical history, but he didn't say much. Is it just a miscommunication? Maybe he doesn't know what you're asking for. It's possible, but I can't tell because he's barely speaking to me. He might just be anxious. It can be scary to feel terrible but not know why. Yeah, he does seem pretty nervous. In fact, I noted that as an additional symptom. Did you use lots of jargon? In my experience, that makes things worse. I might have. Since he has nausea and anxiety, I asked him if he has a history of hypoglycemia. See, the term may not mean much to him. Try low blood sugar instead. Good point. Also, make sure to establish a rapport, even just by asking about his day. Oh, I didn't really do that. I just jumped in with my questions. It's important. It really helps the patient relax. Mm-hmm. Now, hai bạn sẽ đọc lại nào. Can you? Lại cái bạn mà gõ cái HMU A+1902 lần trước ấy cũng để cái này, lần này để này là bạn ấy tên là gì nhỉ? Lần trước bạn cũng bảo tên rồi nhưng mà cô cũng quên rồi đấy. Bạn đấy gõ đúng cái tên mình vào xem nào. Alright, rất nhiều bạn gõ như vậy. Giờ bạn Lê Tú nào, can you? Lê Tú, are you there? Em xin phép quên là có bệnh nhân đang trực đấy. Oh yes, alright. Tú, can't, yeah, thì cái bạn khác ạ. Đó là bạn Nguyễn Loan nào? Dạ, có em ạ. Yes, bạn Loan sẽ đọc cùng với bạn Ngọc nào, Nguyễn Ngọc nào? Ngọc, are you there? Nguyễn Ngọc. Yes, all right. Nào, bạn Loan sẽ đọc vai nurse và Ngọc sẽ đọc vai doctor nào. Ok. What is it about? It's about the patient. I have trouble communicating with him. What do you mean? Well, he's complaining of constant nausea. I asked about his medical history, but he didn't say much. Good. Is it just a miscommunication? Maybe he doesn't know what you're asking for? Good. It's possible, but I can't tell because he's barely speaking to me. He might just be anxious. It can be scary to feel terrible, but not know why. Yeah, he does seem pretty nervous. But I noticed that as an addition symptoms. Good. Did you use lots of jargon? In my experience, that makes things worse. Mm.
And I have been who have no anxiety. I asked him if he has a history of hyperglycemia. Hyperglycemia. Sí, the term may not mean much to him. Try low blood sugars instead. Good point. Also, make sure to establish a rapport. Even just by asking about his day. It's important. Yeah, now can you complete? I now the last sentence belong to you. It's important. I don't see the sentence on the screen, so I can't say. Yes, it's important. It really helps my the patient relax. Yes. Okay. Thank you. Thank you, both of you. Yeah. Oh yes. Đó là noisy thế chứ nhỉ? Đó là của cái chỗ bạn nào ầm ĩ thế nhỉ? Đó là của bạn Ngọc hay là của bạn Linh mà bạn Loan mà ầm thế? Oh yes, alright, I know it's online course, so sometimes the noise we can be avoided, right? Yes, thank you. Nào, chúng ta nhìn vào đoạn hội thoại đó và chúng ta sẽ làm bài tập true phone or doesn't say. Oh, hey, maybe you have to translate it. If true phone or doesn't say. Yeah, nếu như là true phone doesn't say, chắc là phải dịch lại để cho mọi người mới làm được phần true phone or doesn't say. Yeah, okay. Cô sẽ mời một bạn ạ. Mời bạn đó dịch lại vậy để cho chúng ta còn làm true phone. Nếu không thì không làm được. Bạn Dư nào? Có bạn mà tại sao lại có hai cái tên là Dư Dư này nhỉ? Bạn Dư nào? Vâng. What's your name? What em tên là Dư. My name is Dư. D-N-G. Full name. Full name. Full name Liễu Thị Dư. They yeah. Usually call me Liễu. Liễu. Oh yeah. But today you write Dư Dư. Yeah. All right. Yeah. Okay. Now can you translate? Yeah. Yes. Oh, bác sĩ đó. Doctor Fox, bạn có thể cho tôi vài phút được không? Đây chắc là gọi bác sĩ thì không thể gọi bạn được nhỉ? Bác sĩ cho tôi một vài phút được không ạ? Sure. Chắc rồi. Có được vấn đề thôi gì vậy? Có gì vấn đề gì vậy? Bao giờ được thôi, ta nói sure, right, được thôi. Được thôi, có vấn đề gì vậy? Tức là về bệnh nhân và tôi có một đó là về bệnh nhân thôi. Vấn đề, vâng, có một vài vấn đề cần phải tôi gặp vấn đề khi gì ạ? Khi mà giao tiếp với ông ta. Điều có nghĩa là gì? Giao tiếp với ông ấy, đúng rồi. Ông ấy. Ý anh là gì? Đúng rồi, what do you mean? Người ta hiểu không hiểu người ta đều hỏi thế nhỉ? What do you mean? Vâng. Tốt rồi anh ấy phân. Oh no, cái từ quen đây không phải tốt rồi. Giống như kiểu tiếng Việt mình nói oh yeah, ông ấy kêu ca ra. Ông ấy phản nàn rằng vì sao ạ? Buồn nôn. Luôn luôn buồn nôn nhỉ? Luôn buồn nôn. Constant là thường trực luôn luôn nhỉ? Vâng. Và tôi có yêu cầu về. Tôi có hỏi về gì ạ? Có hỏi về tiền sử bệnh. Lịch sử, tiền sử bệnh. Nhưng mà anh ấy không nói được nhiều. Thì anh ấy không nói nhiều nữa. Nói nhiều. Tức là nghĩa là không giao tiếp được ạ? He didn't say much. It's just a miscommunication. Chỉ là không vấn đề không giao tiếp được. Yeah, là vẫn không giao tiếp được à? Maybe he doesn't know what you are asking for. Có thể là anh đấy không biết bạn đang hỏi. Hỏi cái gì? Yêu cầu cái gì? Cứ tiếp tục.
Không vấn đề gì, nhưng mà tôi no, có thể vậy. It's possible, có thể, nhưng có thể, nhưng mà tôi không thể nói là tại sao. Tôi không thể hỏi được, bởi vì hỏi được tại sao là anh ấy lại không no. nói về tôi. No, câu này khi bà kia bà mới nói là có thể là ông ấy không hiểu là anh hỏi cái gì. Thì người điều dưỡng này, anh này trả lời cũng có thể nhỉ. Nhưng tôi không thể hỏi được nhiều, bởi vì anh ấy dường như chẳng nói với tôi gì cả, đúng không nào? Vâng, anh ấy có thể là chỉ lo lắng. Yeah, anh ấy có thể là bị hồi hộp lo lắng. Yeah. Và nó có thể là sợ hãi hay là một cái cảm giác kinh khủng nào đó, nhưng mà anh ấy không biết là tại sao. Ừ. Yeah, có anh thể... ta anh ta dường như là hồi hộp lo lắng, nervous đấy. Hồi hộp lo lắng, và trên thực tế thì tôi đã ghi lại, tôi đã ghi lại cái điều này như là một triệu chứng bổ sung thêm, đúng nào? Vâng. As an additional symptom, một triệu chứng bổ sung đã. Có phải là bạn đã sử dụng rất là nhiều gia cứng đấy vậy? Có phải là cậu đã dùng rất nhiều các thuật ngữ y không nhỉ? Theo kinh nghiệm của tôi, in my experience, đó là thứ rất là tệ. Điều đó làm cho mọi thứ tồi tệ hơn đấy. Vâng. Tôi có thể là gặp như vậy, đúng nào? Cho đến khi là anh ta đâu since ở đây vì nghĩa là bởi vì ạ, because. Bởi vì là anh đấy cảm thấy buồn nôn và lo lắng nhiều. Và tôi có hỏi anh ta, ông ấy rằng là nếu như mà anh ấy có... Cái if đấy là có hay không? Tôi đã hỏi anh ấy là tôi anh ấy hỏi. Có tiền sử bị gì ạ? Có tiền sử bị tăng đường máu không? No, hypo là ấy chứ ạ? Hạ đường huyết không? Hạ đường huyết không? See, thấy chưa? Right. Thấy chưa? Cái thuật ngữ này không có nghĩa nhiều, không có nghĩa. Yeah, không có nghĩa nhiều đối với anh ấy, thì bạn ấy không hiểu được. Right. Vâng. Hãy cố dùng là gì ạ? Dùng cái từ là giảm lượng đường trong máu, thay vào đó. Đó thay vào đó thì có thể dùng cái từ giảm lượng đường thấp nhỉ, lượng đường thấp. Đường trong máu bị thấp nhỉ? Nếu nói hạ đường huyết thì có khi bệnh nhân không hiểu được. Nên phải dùng là low blood sugar, tức là đường trong máu bị trong thấp. Máu bị thấp. Yeah. Vâng. Và một ý rất là hay. Oh yeah, ý hay đấy. Đúng nào. Này, đồng thời, là có thể... Nhớ là phải gì ạ? Establish a rapport. Make sure bao giờ bằng như remember to... Nhớ phải thiết lập một mối gì ạ? Liên quan. Nở một mối quan hệ với bệnh nhân chứ nhỉ? Một mối quan hệ với bệnh nhân. Thậm chí là hỏi hỏi về một ngày của anh đấy. Yeah, đúng rồi. Hỏi như về công việc từng ngày của anh ấy. Tôi không thực sự... Ôi, tôi thường thì không làm như thế nhỉ. Không làm cái điều đấy. Tôi chỉ jump in with my question ở đây với nghĩa là gì ạ? Nhảy vào câu hỏi đấy, đúng không? Và đây chứng nghĩa là gì ạ? Tôi như kiểu là cắt lời á. No, đấy là tôi nhi hỏi luôn lập tức luôn ạ. Không tôi hỏi hỏi luôn lập tức. Yeah. Tức là hỏi thẳng luôn là vấn đề. Tôi đặt câu hỏi luôn thôi, đúng không? Và câu cuối cùng điều rất là quan trọng và thực sự là giúp bệnh nhân cảm thấy thư giãn thoải mái nhỉ. Đúng rồi, cái đầu tiên vào một cái đã hỏi luôn người ta bệnh thì không được, bao giờ phải vào hỏi hôm nay ông thế nào, giống như mình cũng vẫn thế thôi, đúng không? Ok, thank you. Yeah. Nào, chúng ta sẽ nhìn vào bài tập số 6, chính là bài True Phones nhỉ. Yeah, có ba câu thôi. Now, the first sentence, please. Yeah, can you
Cô sẽ mời một bạn khác nhờ. Đó là bạn Tít Lan nào. Thưa cô em đi ạ. Yes, now can you do this exercise 2 or 4? Câu thứ nhất. Câu thứ nhất là 4. The patient lied about his medical history. E4. Oh, right. Yes, good. Tiếp tục câu thứ hai nào. The patient may not may not understand certain jargon. E true. True. Rồi, có thể không hiểu được một số các thuật ngữ. Câu thứ ba. The man tried to engage the patient in casual conversation. Conversation. E4. Cái câu số 3 nghĩa là gì mà phones nhỉ? Em nghĩ là cái câu này nó cũng hơi khó hiểu, tại vì em nghĩ là người đàn ông này cố gắng thuyết phục bệnh nhân vào cái cuộc hội thoại của ông ấy, nhưng mà trong nội dung thì cũng không rõ ý lắm ạ. The man tried to engage. Engage đây là lôi vào đúng không ạ? The patient in casual conversation, những vào các hội thoại thường ngày. Thì câu này phone là đúng rồi, bởi vì anh ta chẳng hỏi câu gì cả mà anh ta hỏi luôn vào bệnh tật. Đúng rồi. Ở đó chúng ta có rất là nhìn cái câu trong bài hội thoại là I jump in to with my question. Tôi vào một cái là tôi hỏi luôn. Không có các câu, các conversation, hội thoại, những giao tiếp thường ngày. Thế nên câu này bạn chọn phones là đúng rồi. Vâng ạ. Yes, ok, thank you. Đó là chúng ta hết phần bài nghe nhỉ. Tiếp tục chúng ta sẽ sang đến phần bài về nói các câu đưa ra, making suggestion ạ. Chúng ta sẽ nhìn thấy một số các cấu trúc. Khi chúng ta đưa ra gợi ý thì chúng ta sẽ đặt những câu hỏi gì ạ? Thì tôi cũng đưa ra một số các câu gợi ý lại, một số các cấu trúc để cho chúng ta nhìn thấy ạ. Ví dụ đầu tiên đưa ra gợi ý mình bao giờ cũng hỏi have you tried? Anh đã thử, anh đã cố gắng làm cái này, đã thử làm cái này, cái nọ kia chưa? Đúng không ạ? Bao giờ cũng dùng động từ try. Have you tried asking her, asking him? Thế anh đã thử hỏi cô ấy chưa? Right. Đó là câu thứ nhất khi mình đưa ra gợi ý ạ. Cách thứ hai mình có thể dùng why don't you try? Tại sao anh không thử làm cái này, thử làm cái kia nhỉ? Và một câu nữa đó là chúng ta có thể dùng với cấu trúc if I were you, I would. Nếu tôi mà là anh thì tôi sẽ làm thế này, làm thế kia nhỉ? Hoặc như một cấu trúc ở trong bài mình đã nghe thấy bà bác sĩ nói là gì ạ? In my experience, right. So after that you give your opinion. Theo kinh nghiệm của tôi thì cái gì đó. Đấy là bốn cái cấu trúc mà mình có thể dùng để khi mình đưa ra suggestion ạ. Rất tiếc là mình không có lúc nào để mình hỗ trợ đến một cái câu này, nhưng chúng ta có thể nhớ được bốn cái cấu trúc này khi mình muốn đưa ra gợi ý ạ. Why don't you ask him? Why don't you ask her directly? Tại sao cậu lại không hỏi cô ấy một cách trực tiếp nhỉ? Đấy, những cái câu như vậy là để chúng ta sẽ dùng ở trong cấu trúc giao tiếp ạ. Và phần cuối cùng ở trong phần bài này là chúng ta sẽ sang phần writing ạ. Trước khi sang phần writing thì chúng ta cũng có một phần bài nói để chúng ta sẽ lấy nội dung để vào phần viết ạ. Chúng ta sẽ có đến phần bài số 8, một phần bài giao tiếp ạ, để cho chúng ta còn viết nào. Nào chúng ta cũng nhìn vào bài này để chúng ta kết thúc đoạn hội thoại nào. Chúng ta có cái đoạn hội thoại để cho nó bé xuống để chúng ta nhìn các câu để chúng ta sẽ kết thúc đoạn hội thoại này. Yeah.
Nào, chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 câu này ạ. Kết thúc đoạn hội thoại giữa student A and student B là đoạn hội thoại giữa một nurse và một doctor giống y như đoạn hội thoại mình đã học thôi ạ. Oh yeah, can you? Tôi cũng sẽ mời một bạn Phương Mai nào. Can you, Phương Mai? Dạ, thưa cô ạ. Yeah. Now, can you complete the conversation? I can tell he's already speaking to me. Yeah, that's good. Đúng rồi. He's barely talking to me. Go on. Does he have cultural background that might make him nervous in a hospital? That could be maybe it will make him feel small, comfortable. Không phải. That could be. Khiến cho anh ấy không hợp. That could be. Nào, tiếp tục ạ. That could be. Đang nói cái cultural background nhỉ? Thì nó sẽ liên quan tới cái gì ạ? Cultural background. I will try to be more. Yeah, sensitive about his belief. Belief đây chính là cái quan niệm của anh ấy nhỉ? Right. Good. Sau đó thì mới đến câu là maybe I have, yes. All right. Good. Go on. Tiếp tục. Tiếp tục. Đó là đến good point. Good point. Good. And the last, right. Em đọc lại đoạn hội thoại này nào. Vâng. I can tell he barely speaking to me. Ooh. That he have a cultural background that might make him nervous in the hospital. That could be. I will try to be more sensitive about his belief. Beliefs. Also, beliefs. Also, did you lost for jargon in my experience? That experience. That experience. No, experience. Experience. Good. That my thing war. That my have. I know that his blood pressure were high, so I asked him if he has a history of hypertension. Hypertension. See, that he may not mean much to him. Just say high blood pressure instead. Good point. Good point. Also, make sure to establish a report. Even just by asking about his day. That's a good idea. Maybe I will make him feel more comfortable. Now, maybe it will make him feel more comfortable. Yes, all right. Thank you. Ở đoạn này chúng ta nhìn thì có cụm từ cultural background. Bao giờ chúng ta cũng có cái từ background, nhờ mình học gì, ở đâu ra, ở trường nào, thì tất cả những cái đấy là educational background nhờ.
Còn đây là cultural background, đấy chính là cơ sở nền tảng, cơ sở văn hóa nhỉ. Có cái nền tảng văn hóa gì đó, nền tảng kiến thức gì đó đều dùng với lại cái từ education background. Và đây cultural background, đấy là cái cơ sở nền tảng về văn hóa nhỉ. Beliefs, đây chính là cái từ chỉ các quan niệm mà. Niềm tin, quan niệm, chỗ đó. Mỗi một cái văn hóa thì có một cái quan niệm khác nhau mà. Thì lúc đó đấy chúng ta dùng đấy là từ beliefs ở đây ạ. Kia, nội dung của bài 8 này để chúng ta sẽ nhìn vào bài tiếp tục, bài số 9 ở đây hôm nay ạ. Chúng ta sẽ viết những gợi ý. Listen to and complete some patient communication guideline ở đây ạ. Trong phần bài viết hôm nay chúng ta sẽ xem, nghe cái phần này chúng ta điền các từ nào còn thiếu và chỗ trống ạ. Alright. Yeah. Chúng ta không làm bài ở trong sách ạ. Chúng ta sẽ nghe cái highlight thôi ạ. Và chúng ta sẽ điền tiếp tục các từ còn thiếu ở đây ạ. Nó giống như phần bài nghe của chúng ta thôi ạ. Now you listen. Heartland Hospital. Patient communication guidelines. Reducing anxiety. Many patients come to the hospital feeling very nervous. This is natural. It can be very scary to feel sick and not understand why. Consider this as you talk with the patient. Avoiding jargon. Medicine is full of jargon. It can be easy to forget that many people do not know what terms mean. Explain complex concepts in simple ways that anyone can understand. Building a rapport. Some patients want to immediately discuss their problems with you, but many others may want to chat for a bit. Engage them in friendly conversation. This will make them feel more comfortable. Yeah. Now, listen again. Nghe xem các từ còn thiếu. Đây là từ gì ạ? Heartland Hospital. Patient communication guidelines. Yeah, từ đầu tiên ạ. Patient, xong đó còn thiếu từ này là từ gì ạ? Communication guideline nhỉ? Những chữ dẫn hướng dẫn khi giao tiếp với bệnh nhân. Chính là cái topic này ạ. Now you listen. Heartland Hospital. Patient communication guidelines. Reducing anxiety. Many patients come to the hospital feeling very nervous. This is natural. It can be very scary to feel sick and not understand why. Consider this as you talk with the patient. Avoiding jargon. Medicine is full of jargon. It can be easy to forget that many people do not know what terms mean. Explain complex concepts in simple ways that anyone can understand. Building a rapport. Some patients want to immediately discuss their problems with you, but many others may want to chat for a bit. Engage them in friendly conversation. This will make them feel more comfortable. All right, so can you complete the guideline here? Phương Thanh nào? Phương Thanh, are you there? Yes. Yes, now, can you? The first, I will stop at each sentence for you again. Nghe lại nào. Yes. Heartland Hospital. Patient communication guidelines. Yeah, từ đầu tiên còn thiếu là từ gì đây ạ? Communication. Yeah, communication. Good. Go on, tiếp tục ạ. Next, reducing what? Anxiety. Reducing anxiety. Yeah, reducing, và chỗ này còn thiếu từ gì ạ? Anxiety. Anxiety. Good. Go on. Many patients come to the hospital feeling very nervous. Very nervous. Nervous. Very nervous. Good. Nervous. Go on. This is natural. It can be very scary to feel sick and not understand why. Consider this as you talk with the patient. Avoiding jargon. Avoid jargon. Jargon. Good. Good. Avoiding jargon. Go on. Tiếp tục nào. Medicine is full of jargon. Medicine is full of jargon. Jargon. Go on. It
can be easy to forget that many people do not know what terms mean. Explain complex concepts in simple ways that anyone can understand. Building a rapport. Building a rapport. Rapport. Nah. Rapport. Rapport. Yeah. Building a rapport. Go on. Tiếp tục. Some patients want to immediately discuss their problems with you, but many others may want to chat for a bit. Engage them in friendly conversation. Engage them in friendly conversation. Yeah, friendly conversation. Yes, friendly. Chính là tính từ friendly. Friendly conversation. And the last one. This will make them feel more comfortable. Yeah. Heartland Hospital. All right. Và câu cuối cùng còn thiếu tính từ gì ở đây ạ? Feel more comfortable. Yeah. Comfortable. Yeah, that's right. Good. Đó chính là phần bài writing ở dưới hôm nay. Cái bài này người ta ở trong phần này thì người ta lại cho nghe để viết ạ. Ở cái phần mềm thì người ta sẽ cho nghe viết. Còn trong sách thì chúng ta sẽ viết ra cái guideline chung thôi. Alright, thank you, Thanh. Oh yes, I think that's enough for today. It's too late for you, right? Some of you quit so early because maybe they want to have a dinner, right? Yeah. Okay, that's enough for today. Oh, goodbye and see you again next week. See you again next week. Yeah, see you again. Em thưa cô, đến đấy có điểm danh nhưng mà em đấy em lại có việc em lại không điểm danh được ạ. Oh yes, now bạn đó tên là bạn gì nhỉ? What's your name? Nguyễn Trần Tiến ạ. À yeah. Dạ. Bạn đấy đi đâu ạ? À? À, không, em thì lúc đấy em có việc cá nhân một chút xíu thôi, còn em vẫn theo dõi cái buổi học cô từ đầu đến cuối đấy ạ. Oh yeah, có rất nhiều bạn ơi đăng nhập vào xong đây ở đây xong rồi đi đâu ấy, tôi thấy nó nonsense, tức là nó ý nghĩa gì. Xong một số các bạn đây tôi nhìn thấy để đều để không muốn để tên để tôi gọi, xong cứ để iPhone đúng không ạ? Oh no, right. Không, thực sự thì lúc từ đầu cuối bài học thì em vẫn theo dõi cô từ cái đoạn điện thoại đến hiện tại bây giờ. Dạ. Okay, thank you. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Yeah. All right. Okay, so goodbye and see you again next week. Bye. Yeah. Bye-bye and see you again. Yeah. Goodbye, teacher. Yeah, goodbye, everybody. Thank you, teacher. Yeah, good night. Goodbye.